gặp lại cả nhà tại kênh Ha Đau Quẻ Cuộc Sống Tại Đảo Ship. Ngày hôm nay á, thì Nguyên một hội chị em 500 anh em mà lâu rồi mọi người chưa được gặp lại đó. Là hội chị em gồm có Héo, Bóng Lên, Tim và cameraman, còn có một bạn dao găm ở trong kia nữa. Đó thì hôm nay là mấy chị em mình đi xuống dưới Barcos, mình đi quay dance. Thì ngày hôm nay là mình đi lúc 5:30 chiều và sẽ kết thúc cái chuyến đi vào lúc 9:30 tối và sẽ được ăn buffet ở trên này. Và cuối giờ đó là mình sẽ có bắn pháo hoa nữa, thì xin mời mọi người theo dõi hết cái video clip ngày hôm nay nha. Và cái vé đi lên trên cái quay dance thì là 40 euro cho mọi người, bao gồm là ăn với lại ngồi chơi đây. Và lúc nữa là cái tàu này nó sẽ đi vòng hết Blue Lagoon rồi, thì là đi vòng hết ở ngoài, sau đó đó là sẽ tàu lại và mọi người sẽ bơi, lại có nhiều ca dắt này, bơi rồi lặn ở dưới nữa. Nhưng mà nhóm của mình không ai đi bơi hết, dao động mỗi cái món nước là 50 bia, bia là 5,5 euro, còn nước ngọt chỉ có 2,5 euro thôi. Mấy ma đây 21,50 euro. Ok thì bây giờ nhà mình vô một cái thôi nè. Vô đây vô một cái thôi quê, cho thử cái boomerang nè. Từ từ vô cái vô đất cái đã vô thế à. Nhầm vô. Anh đau mà anh qua vô cái này. Vô Coca-Cola này. Vô. 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 Ok. Gentlemen, give us a wave. You're about to wave down. So come on, let's wake up. Don't be shy. Get those hands up in the air. That's it. On behalf of the captain and the rest of the crew, we'd like to welcome you on board Wave Dance 1. Welcome aboard Wave Dance 1. This beautiful Saturday afternoon on our captain's barbecue sunset cruise with fireworks. Now, my name is Andre. Every time you ask me, do I say? Okay now, British, show me your power. Actually, I want to see your hands up in the air.
be. Rise and scream. Let's dream we can the sun. If they believe it all. A lot of people think that it enhances the tanning. I promise you, it just builds your skin up. So, 5 minutes of the salt water, I need my first one. Thank you. Kìa mấy bà già có bơi đâu, bu vô mấy cái cây đó nè, nhưng mà vẫn biết bơi. Ví dụ là dân biển mà nói sao không biết bơi mày, dân đảo. Bây giờ có bu không bu thì mỏi thì thả con chim. Bây giờ là thuyền đang ngừng lại một tiếng đồng hồ để cho mọi người bơi. Thì là mọi người thôi chứ còn ở đây không ai biết bơi hết trơn luôn. Đi phơi nắng thôi. Đây, bác đang nằm chơi game. Mọi người đều phơi nắng hết, không ai biết bơi hết mọi người ơi. Không ai biết bơi hết. Bác, hello bác. Mình cứ chụp hình thôi mọi người ơi. Mà nguyên một cái thuyền hôm nay chỉ có nhà mình là châu Á thôi á, ngoài ra là toàn người Anh chứ người nước ngoài. Thôi. Mọi người đang xếp hàng để lấy đồ ăn buffet. Đây buffet. Bác ăn gì à bác? À, bác ăn như mèo quá, có miếng xèo xèo à. Anh kia không ăn salad hả? À? Ừ. Cũng ăn rau luôn. Huế. Dạ. Bon appétit. Thank you. Is
Ladies and gentlemen, let me hear it and be loud. Everybody please go down to the dance floor, please. Everybody needs to go down to the dance floor for safety reasons, please. That's not the one. Guys, I really need you all to go down to the dance floor, please. We've got our own fireworks. If you can go down to the dance floor, please. Keep going down. Go as close to the bar as possible. Go as close to the bar as possible, please. And everybody look on this side, where I am. Where I am. Look, I'm here with my hands up in the air. Look, at the front of the boat, here, yes. Okay, keep going further down. Go further down, further down, further down. That's it, keep going. Now everybody look up at the sky. Look at that, the sky, how the camera's ready. It's time for... Wait a second, please!
Ok, thì bây giờ mình đã kết thúc cái buổi đi chơi ngày hôm nay là Barbecue Sunset and Final. Có nghĩa là mình đi tàu Waze down 40 giờ thì mình sẽ được đi vòng quanh ở biển ở thành phố Bafos. Sau đó thì mình sẽ ăn barbecue, sau đó thì mình sẽ coi cái ca nhạc và những cái show và pháo hoa nữa đó mọi người. Thì cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi hết cái video clip ngày hôm nay. Và đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký kênh để là những người đầu tiên nhận được những cái video clip mới nhất của Hana nha. Và bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở những cái video clip tiếp theo. Bye bye.